Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng và nhân sự đấu đá nhau trước đại hội 13 có chi phối công tác nhân sự. Như các báo đã đưa tin vừa qua, sau thời gian điều trị và tập vật lý trị liệu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện tại Hà Nội để chủ trì một cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị nhằm phê duyệt quy hoạch Bộ Chính trị Trung ương khóa 13 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ. Hơn 200 người trong quy hoạch sẽ được nhận kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong thời gian tiến tới đại hội 13 dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2021. Đây là phần được nhiều người quan tâm, vậy những ai nằm trong danh sách quy hoạch? Hiện vẫn không rõ về danh sách, nhưng theo quy định thì những người không đủ tuổi thì không có tên, còn mấy ông bà trong Bộ Chính trị hết tuổi thì phải đợi Hội nghị Trung ương 11 trở đi mới được bàn tới, cũng phải đến tháng 11 năm 2020 mới có thể biết. Có điều phải hiểu là trong chính trị thì 30 chưa phải là Tết. Có thể khẳng định chắc chắn khóa 13 tới ông Nguyễn Phú Trọng không còn trong Bộ Chính trị. Một năm trước đây, người ta cảm thấy rằng ông Trọng không có vẻ muốn rời khỏi chức vụ Tổng Bí thư Đảng khóa 13 tới. Ông không hề đưa ra chuyện nhân sự kế nhiệm vào những nghị sự của Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Cơn bạo bệnh bất ngờ vừa qua đã khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng buộc phải chấp nhận đưa ra tương lai của mình, đó là ông về hưu khi nhiệm kỳ này của ông kết thúc. Trong năm tiêu chuẩn chung của chỉ thị 35 về lựa chọn nhân sự, có tiêu chí các ủy viên phải bảo đảm sức khỏe, bảo đảm độ tuổi theo quy định. Ông Trọng đã từng là người quá tuổi, nhưng ở trường hợp đặc biệt do ông đặt ra để tiếp tục ngồi lại vị trí Tổng Bí thư đầy quyền lực. Sở dĩ nói đầy quyền lực vì những người ngang hàng với ông lúc đó đều đã ra và đã giã từ chính trường. Điều đó tạo cho ông được uy quyền trong lớp mới lên. Nhưng ở lần này thì ông không thể đặt mình vào trường hợp đặc biệt trong tiêu chuẩn sức khỏe. Ông Trọng buộc phải tính gấp chuyện xây dựng lực lượng kế cận trong tương lai cho Đảng Cộng sản của ông ta. Trong lần trước đây, ông Trọng có đưa ra nghị quyết 244 rất phức tạp, đó là Bộ Chính trị giới thiệu trường hợp quá tuổi đặc biệt được tái cử, còn những trường hợp khác mà Trung ương Đảng muốn giới thiệu tái cử, người đó phải làm đơn xin rút, Trung ương bỏ phiếu đồng ý rút hay không, nếu Trung ương không cho rút thì tiếp tục lại bỏ phiếu bầu. Nếu áp dụng luật 244 vào hội nghị tới đây một lần nữa thì cả 4 người giữ 5 vị trí quan trọng chủ chốt đều quá tuổi. Thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng đang kiêm 2 vị trí Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Thứ hai, ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, Thủ tướng, ông sẽ 67 tuổi vào năm 2021. Năm tổ chức đại hội 13, trước đây ông Nguyễn Tấn Dũng cũng 67 tuổi vào năm tổ chức đại hội 12, ông Dũng phải về nghỉ hưu, làm người tử tế. Thứ ba, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 bằng tuổi với ông Phúc. Thứ tư, ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, ông sẽ 68 tuổi vào thềm đại hội Đảng khóa 13. Như thế sẽ có 4 trường hợp chủ chốt hiện nay sẽ quá tuổi vào nhiệm kỳ khóa 13, cùng với họ là Tổng Tỷ Phóng Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thiện Nhân, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ông này hiện nay đang bị tâm thần không thể chữa trị khỏi. Như vậy nếu những trường hợp này đều là đặc biệt thì có đến 9 người quá tuổi, đó là điều không thể xảy ra nếu toàn bộ số người này ở lại Bộ Chính trị. Làm phương pháp loại trừ thì có 3 trường hợp có khả năng nằm trong trường hợp đặc biệt quá tuổi được giữ lại trong Bộ Chính trị. Đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Đầu tiên hãy bàn đến vị trí Tổng Bí thư, ai trong số họ sẽ đủ khả năng làm Tổng Bí thư. Câu trả lời rất nhanh, đó là ông Trần Quốc Vượng. Ông có lý luận, người miền Bắc, có khả năng giữ sự đoàn kết trong Đảng. Ông Vượng là người có khả năng ở lại để kế nhiệm chức Tổng Bí thư, vì ngoài ông không còn ai trong Bộ Chính trị đủ những tiêu chuẩn mà quy định đã nêu. Vị trí Thủ tướng có đến 4 người có thể đảm nhiệm chức vụ này dựa trên bằng cấp và kinh nghiệm quản lý kinh tế của họ đã trải qua, đó là ông Vương Đình Huệ, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình và thêm một người có kinh nghiệm ngoại giao là ông Phạm Bình Minh. Ông Phúc khó có cửa ngồi lại để làm Thủ tướng, nếu có thì ông phải vươn lên chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội.
Nhưng ở những chức vụ này thì thông lệ chỉ có đang ở vị trí tứ trụ nhảy lên làm tổng bí thư, chứ không có thông lệ ở vị trí tứ trụ nhảy sang các vị trí tứ trụ khác. Vị trí chủ tịch nước sẽ do ai nắm giữ? Đây mới là câu trả lời rất khó trong thời điểm hiện nay. Nó sẽ dành cho ông Nguyễn Thiên Nhân hay ông Nguyễn Xuân Phúc, hoặc một ai đó chưa xác định được rõ ràng. Nếu tính theo vị trí và năng lực độ tuổi thì nó dễ vào tay ông Phạm Bình Minh nhất. Như thế vấn đề vị trí tổng bí thư đã được xác định phần lớn thuộc về ông Trần Quốc Vượng. Đương nhiên ông Vượng sẽ là trường hợp đặc biệt. Nếu như ông Phúc và ông Nhân cũng được Bộ Chính trị giới thiệu ở lại tái cử, thành ra có đến 3 trường hợp đặc biệt, mà có đến 3 trường hợp như thế thì chẳng còn gì gọi là đặc biệt. Nó sẽ là trò thô thiển quá mức. Vì thế, điều này không thể xảy ra, đã đặc biệt thì chỉ có một trường hợp mà thôi. Hai ông Phúc và Nhân sẽ phải qua vòng 244 nếu như ở lại tái cử. Luật đấu loại 244 được mang ra dùng bất đắc dĩ khi mà lúc ấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyền lực chưa kiểm soát được Trung ương. Ông Trọng phải dùng đến nó trong bối cảnh các thế lực khác ngang ngửa nhau ở trước thềm Đại hội 12. Ở khóa 13 này chắc chắn ông Trọng không phải dùng đến nó khi mà quyền lực của ông Trọng mạnh đến mức ngay từ bây giờ ông đã quy hoạch được 200 ủy viên Trung ương tương lai cho khóa 13. Gần đây người ta thấy Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình thường qua lại với nhau. Phải chăng các ông này đã thấy trước tương lai của mình nên họ đang gắn lại với nhau để tạo thành một lực lượng nhằm thay đổi sự sắp đặt bất lợi cho họ? Có lẽ nếu họ muốn ở lại vị trí quyền lực thì họ chỉ còn cách câu kết với nhau để chiếm được 3 vị trí trong ngũ trụ. Nếu như thế, họ phải cần nỗ lực quyết liệt và triệt để gấp rút hơn. Còn không, chắc chắn số phận của họ là phải rời khỏi chính trường vào khóa tới đây. Trước thềm Đại hội Đảng luôn có những đấu đá của các phe cánh nhằm triệt hạ lẫn nhau, và trước Đại hội 13 này cũng không ngoại lệ. Việc đấu đá loan tin được cho là những thông tin không chính thức có làm ảnh hưởng đến công tác nhân sự Đại hội Đảng hay không, cục diện chính trị có vì thế mà thay đổi. Trong khoảng 10 năm qua, trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các phe phái đấu đá nhau dưới mọi hình thức. Điển hình nhất có thể được kể đến là việc tung tin mật bôi nhọ hoặc làm mất uy tín của các lãnh đạo qua các trang mạng xã hội, qua báo chí chính thống hoặc qua những trang blog mạo nhận danh của ai đó. Thường các bài viết được đăng tải khá công phu với những thông tin và nhận định khá logic, bài bản, sắp xếp khoa học và chuyên nghiệp, như chân dung quyền lực. Trước đó có Tư Sang Nham Hiểm, quan làm báo ra đời khoảng năm 2012, trước Đại hội 12. Trang blog chân dung quyền lực xuất hiện vào khoảng tháng 10 năm 2014, trước Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng khóa 12 diễn ra vào đầu năm 2016. Trang blog này tập trung vạch trần nạn tham nhũng của các thành viên trong Bộ Chính trị. Hầu hết các bài viết đều vén những bí mật thâm cung bí sử mà nhiều người lúc đó cho rằng nếu không có tay trong nội bộ đảng thì không ai có thể biết được. Trang chân dung quyền lực từng loan báo chính xác ngày giờ ông Nguyễn Bá Thành được trở về Việt Nam, trong khi báo chí nhà nước không đưa một tin tức nào. Đến khoảng giữa năm 2015, trang này đột nhiên im tiếng. Đầu năm 2021, tức là còn hơn một năm nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 để bầu các ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và người lãnh đạo Đảng là Tổng Bí thư. Theo dự kiến, Hội nghị Trung ương 1 diễn ra vào tháng 10 năm nay để chuẩn bị nhân sự cấp cao cho Đại hội 13. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, từng là cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, khi ông Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 năm 2019 và việc lần đầu tiên Trọng phải thú nhận ông ta cũng đang là bệnh nhân, thì đó có thể coi là lời dã từ chính trường một cách không chính thức, ngầm hiểu rằng ông Trọng không thể chạy đua đến Đại hội 13 mà sẽ nửa đường gãy gánh, ông Dũng nói tiếp. Kịch bản xung đột quyền lực trong chính trường Việt Nam đang diễn tiến theo hướng mức độ xung đột quyền lực tỷ lệ nghịch với tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng. Kịch bản xung đột quyền lực trong chính trường Việt Nam đang diễn tiến theo hướng mức độ xung đột quyền lực tỷ lệ nghịch với tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Tức nếu ông Trọng còn khỏe hoặc
tạm thời còn nắm quyền chỉ đạo toàn diện cho dù bị hạn chế đáng kể về khả năng vận động xung đột quyền lực dưới chân ghế của ông Trọng chỉ ngấm ngầm với mức độ bình thường. Nhưng nếu ngược lại, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng xuống nhanh thì cuộc tranh giành khoảng trống quyền lực sẽ càng có khuynh hướng lộ thiên và sống mái hơn. Nhưng sự ra đi của người này lại là nỗi vui sướng của và niềm hy vọng cho kẻ khác. Cuộc chiến của những kẻ được xem là ngang cỡ, ngang cơ cũng bởi thế sẽ tưng bừng và khắp nơi sẽ nổi lửa lên em cho đến khi đại hội 13 kết thúc tốt đẹp. Ông nêu quy luật thường thấy trong chính trường là sự độc tôn quyền lực cá nhân đủ lâu hoặc quá lâu sẽ càng sinh biến loạn nội bộ một khi cá nhân đó phải chấm dứt quyền lực. Trường hợp Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đang và sẽ là như vậy. Trong khi đó, nhìn nhận thời cuộc hiện nay, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng cho rằng tình hình không có gì mới, tuy nhiên chuyện ông Trọng vẫn là chuyện được quan tâm nhiều nhất. Có thể đến đầu năm 2020 thì các vấn đề sẽ rõ ràng hơn. Vấn đề lớn hơn hiện nay là ông Trọng có đi Mỹ hay không. Có nhiều ý kiến dự đoán rằng ông Trọng không đi, nhưng cá nhân thì nghĩ là ông Trọng sẽ đi. Việc chạy đua trước đại hội 13 được nhiều người đánh giá cũng không yên ắng gì khi các bộ sậu đấu đá ngầm vẫn đang tiếp diễn ra. Lò của ông Trọng vẫn tiếp tục cháy và nhiều quan chức lãnh đạo, thậm chí ủy viên Trung ương Đảng bị chạm thề thảm. Mặc dù trên bình diện chung việc đấu đá không lộ liễu như trước đại hội 12, nhưng tính sát thương của nó có vẻ bộc lộ nhiều thủ đoạn khó lường. Chính vì lẽ đó, trong hướng dẫn số 26 nhằm thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản, có nêu rõ chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự. Nhìn nhận về lĩnh vực liệu tin xấu độc có ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng hay không, ông Phạm Chí Dũng giải thích. Thông tin không chính thức là một khái niệm mới của đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những tin tức từ nội bộ đảng tuồn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội hoặc truyền khẩu để định hướng dư luận. Nhưng chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan chức năng nào của đảng hay chính quyền thừa nhận. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt đơn thư tố cáo nội bộ, bài viết đấu đá lẫn nhau tung ra như bướm bướm trên mạng xã hội trong bối cảnh Nguyễn Phú Trọng đang là bệnh nhân. Những bài viết này cũng được xem là thông tin không chính thức, ông Dũng nói tiếp. Cho tới nay đã có hai con sóng thông tin không chính thức lan truyền trên mạng xã hội và tác động mạnh đến dư luận nội bộ lẫn dư luận xã hội. Một lần trước Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5 năm 2019 và lần kế tiếp trước Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 năm 2019. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thị Kim Ngân đột nhiên bị đánh tơi tả ngay trước Hội nghị Trung ương 11 khi nổ ra vụ báo Hàn Quốc bỗng dưng có được tin tức 9 người trong đoàn quốc hội của Nguyễn Thị Kim Ngân đi Hàn Quốc vào cuối năm 2019 đã bỏ trốn ở lại quốc gia này, đến nay vẫn chưa phát hiện số người đó ở đâu. Hôm 19 tháng 8 năm 2019, tại Hội nghị tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng, luật tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu rằng bí mật nhà nước là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch thường xuyên thu thập nhằm chống phá, đả kích đảng và nhà nước ta. Tất nhiên sẽ có, hiện nay họ đang gấp rút hoàn chỉnh bài báo cáo chính trị nhưng xem ra không có gì mới. Tôi nghĩ đã xuất hiện xu thế có một phe muốn gần Tây Phương, gần Mỹ hơn, muốn thoát Trung, cách Trung Quốc và thoát Trung Quốc, ông Nguyễn Khắc Mai nói. Thời điểm đó, luật sư Lê Công Định đã lên tiếng với phóng viên RFA rằng người dân bình thường hoàn toàn không có khả năng thu thập tin tức được những thông tin gọi là bí mật nhà nước, trừ khi chính những quan chức trong bộ máy đó cố tình tung ra cho giới truyền thông bên ngoài nhà nước để tấn công những đối thủ chính trị trong đảng của họ. Riêng ông Nguyễn Khắc Mai thì khẳng định những đấu đá nội bộ trước các kỳ đại hội đảng chắc chắn có ảnh hưởng đến công tác nhân sự, ông nhận xét. Tất nhiên sẽ có, hiện nay họ đang gấp rút toàn hoàn chỉnh
cái báo cáo chính trị nhưng xem ra không có gì mới. Họ đang lo chọn lựa 200 cái tên để bầu vào Trung ương thành một tập đoàn lãnh đạo, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề. Tôi nghĩ đã xuất hiện xu thế có một phe muốn gần Tây Phương, gần Mỹ hơn, thân Trung Cộng và cách ly với Trung Cộng. Theo ông, xu hướng cho thấy gần phải cần phải nghiêng về Mỹ ngày càng rõ với những dấu hiệu tích cực mà phát biểu của Bộ trưởng Phạm Bình Minh trước Liên Hợp Quốc là một thí dụ. Dù không nêu thẳng tên Trung Quốc nhưng ít nhất ông Phạm Bình Minh đã đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hợp Quốc và không loại trừ khả năng giải quyết các tranh chấp qua cơ chế tòa quốc tế khi ông phát biểu rằng Việt Nam tin việc tuân thủ luật quốc tế là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn xung đột và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp. Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực để giải quyết tranh chấp qua các biện pháp hòa bình theo hiến chương Liên Hợp Quốc và luật quốc tế, bao gồm cả đàm phán, hòa giải và qua cơ chế tòa án quốc tế. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.